Sau một lúc nỗ lực thì tôi đã lấy được miếng nữa. Tôi mất hết sự kiên nhẫn rồi. Nói chung là chốt kèo không ăn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi để giúp tôi có 10 triệu người đăng ký và sở